Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Mỹ Mạng Ta vì siêu nhân, lão bà là vượng đạt. Người ở Mỹ Mạng, rút trúng huyết thống siêu nhân. Lưu Phong Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy tẻ nhạt vô vị, vốn tưởng rằng mình thân ở tuyệt cảnh, lại bắt đầu rút trúng vương tạc. Huyết thống siêu nhân, thương đấu thuật, di động trong nháy mắt. Hắn vì ánh sáng New York, là người bảo vệ thành phố này. Hy ra. Một trăm cái đầu cũng không đủ chém. Loki muốn mở cổng dịch chuyển. Một quyền đều cho ngươi đánh nổ. Diệt bá. Không xứng đáng, dân số New York thuộc về văn phòng kế hoạch hóa gia đình New York, dám khai hỏa phải hỏi tôi trước. Lưu Phong. Trên trời quy thiên thượng, dưới đất quy địa hạ, mà New York, quy ta. Tất nhiên, Wanda, Polaric, chị quá. Đều là của tôi mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Lão bà của ta là Vượng Đạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio New York, Mỹ Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ của một ngôi nhà nào đó trên một người đàn ông châu Á đang ngủ, xuyên qua kẻ mí mắt của anh ta. Lưu Phong bị ánh mặt trời làm đau đến mở mắt. Vừa định đứng dậy, lại phát hiện cánh tay phải có chút đau nhức nghiêng đầu nhìn không khỏi lộ ra nụ cười khổ ngăn chặn tay phải của hắn là một vị mỹ nhân phong tình vạn chủng mái tóc dài tươi đẹp như hoa hồng ngũ quan tinh xảo như điêu khắc làn da trắng như bảo ngọc những nhân tố tuyệt mỹ này tổ hợp lại một chỗ dễ dàng đem tướng mạo của vị mỹ nhân này chen chân vào sự tồn tại được gọi là vưu vật trong thẩm mỹ nhân loại và đây là vợ anh ấy wanda không sai, chính là vị tiểu tỷ tỷ tư thế hiên ngang oai hùng trong phim siêu cấp mạng uy mà mọi người biết rõ, nữ vu màu đỏ tươi vượng đạt. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày Lưu Phong và cô kết hôn. Hơi thở dịu dàng thường xuyên đến từ Wanda khi cô đang ngủ. Trên thân thể trước nhô sau vẫn tản mát ra xạ hương nhàn nhạt càng là hấp dẫn. Cho dù vượt qua vô số đêm, nhưng mùi hương này mỗi khi truyền đến bên Lưu Phong cũng đủ để khiến cả người hắn đều cảm thấy tê dại giống như bị điện giật vậy. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của mỹ nhân, sau đó cúi người hôn lên trán của nàng, nhẹ giọng nói. Chào buổi sáng, mỹ nhân của ta, nên rời giường, mặt trời đã phơi mông rồi. Ô, cảm nhận được nụ hôn của Lưu Phong, nhưng vượng đạt cũng không có chút bộ dáng muốn rời giường nào. Như thế phong tình vạn chủng hồng phát mỹ nhân tự như con mèo lười bướng bỉnh, phản kháng mà vặn vẹo thân thể thước tha mềm mại của mình, khiến cho trong gợi cảm nhiều hơn một tia đáng yêu. Lưu Phong lộ ra nụ cười khổ ôn nhu, đứng dậy đi rửa mặt. Xuyên qua tới ba năm, Lưu Phong đã thành thói quen thế giới này sinh hoạt, chính hắn tự hồ đều muốn quên vượng đạt là trong điện ảnh hư cấu nhân vật. Ít nhất thời gian mỗi tối của hai người là chân thật, hơn nữa các loại của vượng đạt. Thật sự là tốt đến không thể tốt hơn, mỗi lần đều có thể chơi ra trò mới. Về những siêu anh hùng khác trong vũ trụ Marvel, Lưu Phong trước mắt vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì. Bản thân ông cũng theo dõi chặt chẽ tin tức về Stark Industries và Hammer. Theo tin tức hôm nay, Tony Stark muốn trở thành Iron Man còn phải đợi ít nhất 3 năm mới có thể đạt tới thời gian của Iron Man 1. Đến giờ rồi. Tiến sĩ BN người khổng lồ xanh còn chưa bị tia gamma ảnh hưởng trở thành hào khắc, chỉ sợ còn đang vì cùng bạn gái tướng quân kết hôn cùng làm nghiên cứu khoa học kiếm tiền, thỉnh thoảng sẽ bởi vì nghiên cứu khoa học thành công mà xuất đầu lộ diện trên tin tức hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ba năm sau, hắn sẽ biến thành một người cùng bạn gái. Đều trở thành một đại quái vật xa xỉ. Tiến sĩ kỳ lạ tay không phế, còn đang làm bác sĩ. Người nhện còn chưa bị nhện ngoài hành tinh cắn, hẳn là đang buồn rầu vì kỳ thi trung học. Hai người bạn tốt của đội trưởng nước Mỹ và chiến sĩ Đông Nhật còn bị đóng băng dưới biển sâu. Winter Show đi đôi khi có thể được thả ra cho các nhiệm vụ, nhưng vẫn được đưa trở lại liên minh báo thù chiến lược mạnh nhất, lôi thần thác nhĩ giờ phút này còn đợi ở Asgard ăn nhậu chơi bời, cha hắn còn chưa đem búa cho hắn chơi. Ngạc nhiên đội trưởng cái này luôn ở trong vũ trụ xuyên qua các lão nương môn, không có chuyện gì hẳn là sẽ không tùy tiện trở về địa cầu nhà mẹ đẻ. Hát quả phụ cùng ưng nhãn tự nhiên làm SHIG đặc công đang chấp hành nhiệm vụ, hiện tại thời điểm này, ngoài trừ SHLG cục trưởng Nick Fury, cái này hát kho trứng không biết đang làm cái gì, cái khác siêu cấp anh hùng chuyện xưa đều còn không có triển khai, chớ nói chi là sẽ cùng Lưu Phong gặp nhau. Duy nhất cùng ta có liên quan siêu cấp anh hùng chính là lão bà của ta Vượng Đạt. Về phần Vượng Đạt nguyên phối ảo giác, cổ Duy Tư cũng không có bị chế tạo ra, hắn tự nhiên cũng còn chưa ra đời. Nếu ngươi còn chưa ra đời, ta đây cũng không tính là lục lão bà của ngươi. Lưu Phong cảm thán trước Tivi, Một giọng nói tuyệt vời vang lên từ cửa phòng nếu dậy sớm để lĩnh tiền, anh đã là một tỷ phú rồi, đồ khốn. Vượng Đạt mặc một bộ đồ ngủ ren màu đỏ tựa vào cửa phòng, mắt ngủ mông lung. dáng người tuyệt vời dưới ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa sổ, lộ ra làn da giống như ngọc thạch. Hoặc là đặc biệt hôm nay, ngươi cần ta tự mình xuống bếp. Vượng Đạt như cười như không hỏi, dáng vẻ ngọt ngào như vậy. Không cần. Lưu Phong chạy chậm tới. So với bữa sáng, tôi càng muốn ăn ngon hơn. Ta cảm thấy, nên gọi ngươi tinh lực dồi dào tiểu mạnh hổ thích hợp hơn một chút. Bọn họ gọi bọn họ, ngươi gọi ngươi. Dù sao, mặt này của ta, ngươi chỉ có một mình. Kết thúc triền miên với vượng đạt, Lưu Phong thay một thân chính trang. Âu Phục vừa người đem đường công cơ bắp của hắn hoàn mỹ phát họa ra, khi hắn đứng thẳng, cả người sẽ tản mát một cổ khí tràn rất mạnh, phản phất là một pho tượng thần, làm cho người ta có cảm giác sử thi mãnh liệt. Đây chính là bộ dáng Lưu Phong tiến vào trạng thái làm việc, cũng là bộ dáng trong mắt thế nhân, hắn chính là thần nhân gian của New York, là đại danh từ của chính nghĩa và thẩm phán. Lưu Phong hướng về phía mình trong gương mỉm cười, sau đó ra cửa đi tới cục cảnh sát New York, tiến vào cục cảnh sát, một vị lão đặc vụ nhìn thấy Lưu Phong, vội vàng kích động, cúi người. Cảnh sát Lưu Tôn Kính, buổi sáng tốt lành. Chúc ngày hôm nay vui vẻ chào buổi sáng dôn, lão tiểu nhị của ta, không cần phải làm đại lễ này. Lưu Phong mỉm cười tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dôn. Nhưng động tác bình thường như vậy, đối với lão đặc vụ dôn mà nói đều là thụ sủng nhược kinh lớn lao. Không. Ngươi đáng được đối đãi như vậy, nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng không muốn nhận, chúng ta thật không biết nên lấy cái gì báo đáp ngươi. Ngoại trừ tôn kính, chúng tôi không có gì có thể báo đáp ngài, cảnh sát lưu tôn kính. Dồn chân thành nói. Lưu Phong cười đáp lại. Đều là chút tiện tay mà thôi, không có gì, cũng đều là ta nên làm, dù sao, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, đúng không? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là cảnh giới và triết lý khiến người ta tán thưởng biết bao. Ồ, trời ạ, à, thật sự là hắn sao. Ánh sáng New York trong truyền thuyết Lưu Phong cảnh sát huyền thoại trong vòng một năm với năng lực phá án gần như hoàn mỹ giảm 50% tỷ lệ phạm tội ở New York, một người em trai da đen nhỏ giọng khen ngợi Lưu Phong. Người mới tới không cần kinh ngạc như vậy, chờ anh chậm rãi ở chung với cảnh sát Lưu, sẽ phát hiện, chỗ kinh người của anh ta tuyệt đối không chỉ có thế. Mỗi ngày anh ấy đều có thể mang đến bất ngờ cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ khen anh ấy nghèo từ vựng. Một anh chàng da trắng khác vỗ vỗ vai anh. Đôi khi tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn anh ấy, anh ấy lấp lánh như mặt trời và thực sự xứng đáng là người đàn ông được gọi là ánh sáng New York. À đúng vậy, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia cùng thân hình cường tráng không thể hoàn toàn che giấu dưới âu phục, thật đúng là mê người. Một nữ cảnh sát nhìn không được tán thưởng. Cha cảnh sát Lưu Phong là người Trung Quốc đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, trách không được trong vẻ mặt toát ra một tiên người mỹ tuyệt đối sẽ không có được đông phương khí chất. Chẳng lẽ hoa hạ nam nhân khí chất mỗi người đều là như vậy làm người ta khen không dứt miệng. Anh cũng muốn nếm thử công phu hoa hạ của cảnh sát lưu. Ở trên giường. Chương 02. New York Chi quan siêu nhân Lưu Phong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lưu Phong có được rất mạnh thính lực, những này xì xào bạn tán tán giống như là ở bên tai mình nói ra, mà như vậy tán thưởng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được. Lưu Phong tiến vào văn phòng. Vốn là cục trưởng cục cảnh sát dắt vẻ mặt nghiêm túc trăng dậy cảnh sát mới, vừa thấy Lưu Phong đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ồ, nhìn xem đây là ai kìa, anh bạn già Lưu Phong thân mến, anh hùng vĩ đại của chúng ta, ánh sáng hy vọng của New York. Cảnh sát vốn còn không hiểu người tới tột cùng là người phương nào, mới có thể khiến sắc mặt cục trưởng trở nên giống như xuyên kịch đến từ Đông Phương Hoa Hạ biến sắc thần tốc. Nhưng vừa nghe tên người tới, Lưu Phong lập tức hiểu rõ. Toàn bộ cục cảnh sát, không, toàn bộ New York, có ai chưa từng nghe nói qua vị này giống như siêu nhân tồn tại. Dù sao danh hiệu ánh sáng New York này cũng không phải là cái gì A-miu A Cẩu đều có thể được ban cho. Cục trưởng cục cảnh sát sau khi ân cần với Lưu Phong, lại nhìn về phía cảnh sát nếu anh không nhớ rõ những gì tôi vừa nói, tôi hứa, tôi sẽ đá đít anh bằng đôi giày cỡ 42 của tôi và biến khỏi đây ngay bây giờ. Vâng, cục trưởng. Sau khi cảnh sát rời đi, Lưu Phong ngồi ở trên ghế, mong Lưu Phong vừa mới ngồi xuống, cục trưởng liền tự giác đứng lên. Lưu Phong không nói gì, cục trưởng cứ như vậy tự giác làm, như là quy củ, lại như là bị ăn sâu bén rễ ở trong đầu sau đó hình thành phản ứng sinh lý, là một loại tôn trọng không nói gì. Lưu Phong cũng không quanh co lòng vòng, hai tay nâng cầm, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn cục trưởng Giác. Giác, nói cho ta biết, ta ngày hôm qua tự tay bắt tới người, vì sao bị thả đi? Ánh mắt cục trưởng Giác rất thú vị, đầu tiên là kinh hoảng, sau đó là cố gắng né tránh, cuối cùng thì nặng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà những động tác rất nhỏ này đều tránh không thoát hai mắt sắc bén của Lưu Phong. Lưu Phong, ta biết làm như vậy, ngươi sẽ không nhanh, nhưng ta cũng không có biện pháp bởi vì đây không phải là ta quyết định vậy là ai lưu phong hạ giọng đây là mệnh lệnh của cấp trên ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên hạ đạt cái chó má gì ta mặc kệ cấp trên hạ mệnh lệnh ngu ngốc gì nữ nhân kia ở trước mặt ta giết người còn bị ta tự mình bắt giữ ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tự ý thả nàng đi nghe rõ chưa là bất luận kẻ nào. Nếu không, ta sẽ tìm ngươi tính sổ, mặc kệ trốn tới nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ tìm được. Lưu Phong thái độ cường ngạnh, khí thế cường đại trực tiếp đem cục trưởng dắt vừa mới còn răng dậy cảnh sát ép tới một câu cũng không dám nói. Được rồi, ta tôn trọng ngươi, cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ giải quyết chuyện này, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Dắt thở dài sau như thế trả lời. Tốt lắm, đây mới là lão tiểu nhị của ta. Lưu Phong liền rời khỏi phòng làm việc của hắn. Kết quả, ngay tại Lưu Phong chân trước vừa bước ra trong nháy mắt. Giác cục trưởng khúng núng trước mặt Lưu Phong, sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm. Hắn đưa tay từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm số. Chuyện này, hắn nhúng tay. Đúng, cho nên hiện tại không thể ra tay, chỉ có thể tắt ít 23 trước. Lưu Phong trở lại văn phòng của mình, mới vừa ngồi xuống trong đầu liền bỗng nhiên hiện lên một cái nữa trong suốt văn tự khung hôm nay rút thưởng cơ hội chưa dùng phải chăng bắt đầu rút thưởng hệ thống rút thưởng siêu cấp đây chính là lưu phong xuyên việt đến thế giới này sau thu hoạch được bàn tay vàng mỗi ngày đều có thể rút thưởng phần thưởng từ hiện vật đến năng lực cái gì cần có đều có lưu phong có thể ở thế giới này lăn lộn đến phong sinh thủy khởi chính là dựa vào một năm trước rút được siêu nhân huyết thống đúng vậy không sai, chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc, tốc độ ánh sáng phi hành, tay kéo xe lửa, cứng trắng chống đạn, bị ném vào trong mặt trời cũng sẽ không chết đi siêu cấp anh hùng mạnh nhất DC siêu nhân. Siêu nhân thể chất tiềm lực là vô cùng vô tận, như là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt mỏ vàng, chỉ cần nguyện ý đào móc, vĩnh viễn đều sẽ sinh ra thu hoạch, giá trị cũng tuyệt đối là xa xỉ. Mà năng lực siêu nhân mà Lưu Phong rút được tự hồ so với trong truyện tranh thời kỳ Bạch Ngân biểu hiện còn mạnh hơn, nhưng bởi vì vừa đạt được một năm, Lưu Phong còn chưa thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Không ai trong toàn bộ vũ trụ Marvel có thể là đối thủ của tôi, miễn là tôi có được sức mạnh siêu nhân từ từ. Nhưng rút được cái này thể chất, từ hồ liền dùng hết Lưu Phong cả năm vận khí, dẫn đến hắn mỗi ngày rút được đều là một ít không quan trọng, thậm chí nói trên là kỳ hoa đồ vật. Ví dụ như quần của hút, bình rượu tho đã uống, vân vân. Hôm nay Lưu Phong theo lệ rút thưởng, quả nhiên, lại là cái gì hát quả phụ nước tắm, khá lắm, đồ chơi này có ích lợi gì? Lấy ra uống không? Lưu Phong đối với việc này đã chết lặng, vẫn là học tập như thế nào phát huy thực lực siêu nhân mới là quan trọng nhất. Làm xong trúc thưởng sự tình, Lưu Phong nhìn trên bàn đặt ở trước mặt tư liệu, mặt trên là một cái màu nâu tóc ngắn nữ nhân. Lora Kinney, 21 tuổi, trưởng thành. Lưu Phong hiếp mắt, không ngừng lặp lại cái tên này, đọc đến phía sau khóe miệng dương lên đổi lại là người khác nhất định sẽ dễ dàng có thể đem ngươi xem nhẹ đi cái tên này thoạt nhìn đích xác không có vấn đề gì liền cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt dù sao nước mỹ người trùng tên cũng rất nhiều cổ mộ lệ ảnh nữ chính không phải cũng gọi lô ra sao nhưng đây là đối với cái này mạng uy thế giới bên trong người mà nói nhưng lưu phong từng đem mạng uy bao gồm ít chiến cảnh hệ liệt điện ảnh xem một lần đương nhiên biết nữ nhân lộ ra ánh mắt hung ác tên là lô ra này đến tột cùng là nhân vật tàn nhẫn như thế nào. Vũ khí khủng bố ngoại hiệu ít. 23. Không ngờ ta lại dùng phương thức này gặp mặt ngươi. Con gái của Rogan, sói con lô ra Kinney. Lưu Phong từng hiểu rõ, nữ nhân căn cứ vào gen của Kim Cương Lan lo gần này nhân bản ra, năng lực tàn sát không hề thua kém cha hắn. Lại càng không cần phải nói nàng hiện tại đã trưởng thành, tâm trí vô cùng thành thục, nếu mặc cho nàng du tẩu trong xã hội không người quản chế, chắc chắn nhất lên gió tanh mưa máu. Cô ấy chỉ là trên ảnh chụp đã có thể cho người ta một loại hơi thở rất thô bạo, là người cũng có thể phát hiện ra, mà đối mặt với người như vậy, giác cũng muốn thả cô ấy đi. Lưu Phong hơi nhìn về phía vị trí văn phòng cục trưởng. Xem ra vị cục trưởng cục cảnh sát giác này cũng không phải là người tốt, hơn nữa, mục tiêu rất rõ ràng nhưng giác cục trưởng cũng không phải là mục tiêu của Lưu Phong. Lưu Phong lại nhìn về phía trên tay tiểu lan nữ lô ra tư liệu, sau khi suy nghĩ xong, Lưu Phong đứng dậy đi trước phòng thẩm vấn. Xem ra, không thể không cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen. Đông. Lưu Phong đẩy ra cũng đóng cửa lại, tiến vào phòng thẩm vấn giam giữ tiểu lan nữ lô ra. Lô ra không có phản ứng gì. Nàng Thủy chung không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn cái bạn cũng không biết đang nhìn cái gì. Lưu Phong đã sớm tập mãi thành thói quen. Bởi vì trong phim Kim Cương Lan Tam, biểu hiện của tiểu lan nữ lô ra đối với người xa là chính là như vậy, chẳng bằng nói nếu vừa gặp mặt đã tùy tiện nhiệt tình cởi mở, tính cách sẽ làm cho Lưu Phong cảm thấy chấn động. Chương 03 Sói con nữ lô ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tà màng cho ngươi đồ ăn Lưu Phong đặt hamburger trên tay lên bạn lô ra, tiểu lan nữ lại thủy chung thờ ơ như mù. Ánh mắt của nàng vốn là sắc bén, giờ phút này bộ dáng không nói một lời, thật giống như cặp kia màu nâu đỏ tùy thời sẽ bắn ra hai thanh đao nhọn bình thường, chỉ là ngồi đã làm cho người ta sợ hãi. Nhưng loại ánh mắt này cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên luyện thành, cũng không phải mỗi ngày ngồi ở nhà là có thể luyện thành, mà là đang chạy trốn. Lô ra vẫn thờ ơ, như là tai điếc vậy, nếu không phải con mắt còn dãy lấy, Lưu Phong đều muốn cho rằng nàng ngủ rồi. Thật đúng là đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu. Lưu Phong ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi như vậy ta cũng không có cách nào giúp được ngươi. Đám gia hỏa kia, cuối cùng sẽ tìm tới nơi này. Rốt cục, lực chú ý cường đại của Lưu Phong làm cho hắn thành công bắt được biểu tình của tiểu lan nữ lô ra, nàng dao động. Đúng vậy, cô cần giúp đỡ gấp, Lưu Phong cũng biết rõ điểm này, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lưu Phong đến nói chuyện với cô. Dù sao năng lực giết người của ngươi cũng không thuộc phạm trù người bình thường, mặc kệ trong sinh mệnh thiếu cái gì, cường nhân dù sao cũng sẽ không thiếu. Lưu Phong bắt đầu xâm nhập thuyết phục Lô Ra. Hơn nữa tình cảnh của cô giờ phút này rất tệ, kẻ thù vốn không nói, chỉ nói hiện tại. Nếu bí mật của ngươi không cẩn thận bị phát hiện, sẽ dẫn đến cái gì đây? sẽ có vô số người muốn đưa anh đi nghiên cứu và giải phẫu. Tin tôi đi, nhiệt tình của bọn họ còn cao hơn cả nấu ăn. Dù sao khớp ngón tay cùng ngón chân bên trong có thể tàn đau, còn có siêu cường năng lực tự lành, hẳn là có thể làm rất nhiều người đều cảm thấy đỏ mắt đồ vật a. À. Kể cả cục trưởng cục cảnh sát của tôi, anh ta cũng không phải là người tốt. Ngươi nguyện ý trở thành chuột bạch của người khác? Hoặc là, hãy cho tôi biết tất cả và để tôi giúp bạn. Lưu Phong thành công hấp dẫn sự chú ý của tiểu lan nữ. Lô Ra ngẩn đầu, nhìn Lưu Phong ánh mắt, tự hồ muốn nghe Lưu Phong chính miệng xác nhận mà cam đoan những lời này tính chân thật. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta có năng lực giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tín nhiệm ta. Lô Ra liếc nhìn camera lần nữa. Ý tứ chính là, các nàng hiện tại nói chuyện nội dung có thể sẽ bị người khác nghe lén, như vậy cũng cùng bị đưa đi nghiên cứu không có gì khác biệt yên tâm đi, tôi đã tắt camera rồi, không ai có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, tin tôi đi, tôi có năng lực làm được. Tiểu Lan nữ không nói một lời, tỏ vẻ nghi ngờ, Lưu Phong thì đưa nhún vai. Bằng không ngươi cũng có thể chú ý một chút, camera trên chấm đỏ đã biến mất. Ngươi thân phận như vậy hẳn là thường xuyên chạy trốn, cho nên, cục cảnh sát camera là như thế nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Cái này Lưu Phong mới cuối cùng là đem tiểu lan nữ lô ra cho thuyết phục, nàng thay đổi thoải mái điểm tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong. Ta làm sao tin tưởng ngươi thật sự sẽ giúp ta? Lưu Phong khoát tay. Ngươi tin ta, chỉ là có khả năng bị bắt, không tin ta, trăm phần trăm sẽ bị bắt, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? Hơn nữa, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội cùng ta ngồi ở chỗ này mặt đối mặt nói chuyện phím nhưng ta sẽ không làm như vậy, ngươi biết vì sao không? Bởi vì tôi là ánh sáng của New York. Lưu Phong mỉm cười, vô cùng dương quan, chính khí một từ phản phất chính là vì Lưu Phong mà sinh ra, không có bất kỳ một người đứng đắn nào sẽ cự tuyệt Lưu Phong như vậy. Danh tiếng của ngươi, ta đích xác có nghe thấy, năng lực của ngươi, ta cũng đã thấy qua. Tiểu Lan nữ rốt cục buông phòng bị. Có lẽ, ngươi thật sự có thể giúp ta. Lưu Phong hơi ghé tai qua, Lắng nghe bí mật theo như lời tiểu lang nữ nói. Về những thứ này, Lô Ra đích xác giấu rất sâu, bởi vì cái này liên quan đến nàng cùng người đột biến vận mệnh, Lưu Phong cũng lặng lặng nghe, không có quấy rầy nàng. Một giờ sau, Lưu Phong kết thúc cuộc nói chuyện với tiểu lang nữ Lô Ra. Anh ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ suy nghĩ về những gì cô bé sói đã nói và tất cả những gì anh và cô bé lần đầu tiên quen biết, bắt đầu đào sâu vào những thứ khác ẩn giấu bên dưới. Thì ra tiểu lang nữ lô ra lúc trước là bị quân đội đuổi giết. Nói là đuổi giết, kỳ thật là muốn bắt sống nàng, chỉ là khả năng bị bắt đi cùng với kia phi nhân đạo phương thức tiến hành nghiên cứu. Lý do truy đuổi rất đơn giản, bởi vì lô ra là người đột biến. Chuyện như vậy trong C. Duy phim ít chiến cảnh cũng không thiếu xuất hiện, biểu thị cũng chính là loại nội hàm này. Nhân loại sợ sinh vật mạnh hơn mình, sẽ phát động chiến tranh, lý do thoái thác cùng mục đích đều là cái cớ chỉ là hiện tại trở nên nghiêm trọng hơn. Lưu Phong thầm nghĩ. Nhưng những con người đạo đức giả, trong khi trục xuất những người có siêu năng lực, lại vắt óc suy nghĩ để có được năng lực của họ từ họ, vừa nhút nhát vừa tham lam. Lúc trước còn có ít chiến cảnh các loại người đột biến giữ gìn người cùng người đột biến trật tự cùng cân bằng, nhưng hiện tại cái này dòng thời gian, ít chiến cảnh sớm mai danh ẩn tích. Bọn họ ít chiến cảnh những người này, chết chết, chết chết. Ngay cả mọi người đều biết bất tử Kim Lan đều ở Lô Ra khi còn bé chết ở quân đội phía dưới, Phượng Hoàng Nữ thì lại không biết tinh thần thất thường mà chạy tới địa phương nào đó dùng Phượng Hoàng lực đối với nhân loại phát tiết. Về phần tiểu Lan Nữ, nàng làm Kim Cương Lan người thừa kế, tự nhiên liền cùng những người khác nhân tạo đột biến giống nhau, trở thành quân đội mục tiêu, trọn vẹn đuổi giết 10 năm. Chỉ cần đám người đột biến nhỏ này chết. Như vậy, người đột biến có thể chân chính biến mất khỏi thế gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khi chết phải được bọn họ dùng để nghiên cứu. Cũng có người chết trong quá trình nghiên cứu, mà Ra chính là người cuối cùng trong đám người đột biến nhỏ này. Nàng dựa vào sự nhanh nhẹn và cảnh giác như sói chạy trốn rất nhiều năm, cũng giết rất nhiều người. Tuy rằng đại bộ phận đều là địch nhân, nhưng cũng có một bộ phận là bị nàng liên lụy mà chết người bình thường. Đối với cô mà nói, khái niệm thiện và ác đã không còn rõ ràng như vậy. Đây là chính miệng nàng nói với Lưu Phong, có thể đem chuyện như vậy nói hời hợt, Lưu Phong cũng có lý do tin tưởng đây là sự thật. Tóm lại, Lô Ra cứ như vậy một mực bị quân đội đuổi giết, thẳng đến hai ngày trước. Lần đó quân đội quy mô lớn đến vượt qua nàng nhận thức là nàng có khả năng nhất bị bắt được một lần, cùng với bị cho là chuột bạch, Lô Ra lựa chọn liều chết một trận, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Mà ngay tại loại thời khắc này, Lưu Phong có được thể chất siêu nhân mạnh như thần linh lên sân khấu. Lưu Phong nhận ra tiểu lan nữ Edmund Kim Loại chi trảo, biết được thân phận của nàng, đối mặt bị quân đội truy sát nàng, tự nhiên liền không chút do dự đứng ở nàng bên kia ra tay cứu giúp. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ mát vô cùng ít chiến cảnh thế giới, có thể đem Edmund Kim Loại cho là móng vuốt sử dụng, ngoài trừ tự càng mạnh đến giống quái vật Wolverine lo gần bên ngoài, chỉ có nàng con gái Lora có thể làm được nhưng coi như vứt bỏ cái này không nói, theo tình huống lúc đó mà nói, chỉ là quân đội săn giết tiểu lang nữ lúc phát rồ biểu tình cũng đủ để tại Lưu Phong nơi này bị phán xử tử hình, quân đội trở nên giống ác quỷ, liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Hắn cũng làm như vậy, giết chết truy sát Lô Ra quân đội giống như là bóp chết một đám con kiến đơn giản. Ngay lúc đó Lô Ra cứ như vậy nhìn chăm chú Lưu Phong hàng lâm, nhất cử nhất động của Lưu Phong ở trong mắt nàng giống như là thiên sứ cùng thần linh một loại tồn tại. Đây là lô ra đời này ngoại trừ lão phụ thân của mình Kim Cương lang lo gần, nằm nhân thứ hai để cho mình cảm nhận được cảm giác an toàn. Chương 04 Quân đội, vượt biên giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cách không được ta bắt giữ nàng thời điểm, nàng không có phản kháng, ta còn tưởng rằng căn cứ tính cách của nàng mà nói, nàng sẽ cùng ta cãi nhau thật lâu. Nguyên lai like là từ lúc đó liền đối với ta có hảo cảm, phòng thẩm vấn kia một đoạn chỉ là nàng ngụy trang. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khoảng cách sự kiện kia đã có ba bốn ngày, về phần ngày đó sự kiện sau, biết rõ Lô Ra đi tới New York, lại không thể giống trống khu chiên tiến vào New York tới cướp người quân đội lý do, Lưu Phong không cần đoán cũng có thể biết được. Bọn họ không dám. Phàm là người có lý trí đều sẽ sinh ra quyết định như vậy, bởi vì hiện tại thành phố New York đã biến thành thiên hạ của Lưu Phong. Ba năm trước, Lưu Phong đã được toàn bộ thành phố New York công nhận, trong đó bao gồm cả sự tồn tại của giai cấp lãnh đạo. Toàn bộ người dân New York đều cảm kích Lưu Phong, cũng lập ra một quy củ, thành phố New York nước Mỹ trừ phi bùng nổ chiến tranh không thể tránh khỏi, nếu không, New York cũng chỉ có thể do một mình Lưu Phong quản lý. Đây là một ước định tục thành. Nói cách khác, Giờ phút này New York chính là thiên hạ của một mình Lưu Phong, ánh sáng New York cũng là vua của New York. Cho nên mặc kệ là ai, chỉ cần đi tới New York, hơn nữa Lưu Phong không ghét cũng không có ý tứ trục xuất đối phương ra khỏi New York, vậy thì tương đương với bị ban cho kim bài miễn tử. Bất kỳ thế lực nào cũng tuyệt không thể tùy ý tới nơi này gây sự cướp người, coi như là tội phạm giết người cũng giống nhau, đây là tất cả mọi người không hẹn mà cùng ý nghĩ. New York chính là nơi trú ẩn của Lưu Phong hắn muốn cho ai vào thì cho người đó vào, ngược lại, không muốn cho ai vào, ai cũng không dám vào. Trong đầu đuổi giết tiểu lang nữ lô ra quân đội coi như là dùng ngón chân suy nghĩ sinh vật cũng có thể hiểu được, New York chi quan Lưu Phong có thể không hoan nghênh các nàng chút nào. Cho nên Lưu Phong mới có thể đem tiểu lang nữ lô ra mang về New York cục cảnh sát, thứ nhất là vì hỏi thăm ít chiến cảnh sự tình, thứ hai chính là vì bảo hộ lô ra an toàn. Mà quân đội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, dù sao tiểu lan nữ đối với các nàng mà nói quá trọng yếu. Đây chính là huyết thống nhân bản gen của Kim Cương Lan lo gần, đổi lại ai không mơ hồ. Quân đội khẳng định sẽ tìm mọi cách giết chết Lô Ra, hoặc đem Lô Ra dẫn ra ngoài, nếu như là người sau, vậy tất nhiên cần. Lần này hết thảy đều nói thông suốt. Giác nghĩ hết mọi biện pháp thả tiểu lan nữ Lô Ra đi, chính là bởi vì hắn đã bị quân đội mua chuột. Chỉ cần Lô Ra vừa được thả ra, vừa rời khỏi thành phố New York, cô gái này sẽ mất đi sự che chở của Lưu Phong, vua New York, quân đội thực hiện được, sau khi Ra bị bắt sẽ bị tra tấn đến chết. Ta thân ái dắt cục trưởng, bên kia đến tột cùng cho ngươi mở bao nhiêu tiền cho ngươi phản bội ta, dẫn đến ngươi ngay cả cục trưởng vị trí này cũng có thể cảm thấy ghét bỏ đây. Lưu Phong cả đời này thống hận nhất chính là phản bội, nhưng cục trưởng dắt chỉ là một nhân vật nhỏ, không vội xử trí tương đối làm cho Lưu Phong cảm thấy hứng thú vẫn là quân đội. Mặc dù nói nói đến cùng, ném đi ít chiến cảnh lọc kính mà nói, sói con nữ lô ra cũng không tính là cái gì người tốt. Cô gái nhỏ này tâm tình bất định, tính cách thô bạo, cùng người khác sinh ra tranh cãi nói dết liền dết, một chút cũng không hàm hồ, đối với thiện ác hoàn toàn mất đi khái niệm. Nhưng là, vô luận như thế nào, nàng đi tới New York, đi tới Lưu Phong cái này New York ánh sáng địa bàn, nên xử trí nàng như thế nào, là do Lưu Phong bản thân đến quyết định. Những quân đội không biết sống chết kia sau khi nghe sự tích của ta, còn dám đưa tay đến New York, đó chính là một chút cũng không đem ta để vào mắt. Lưu Phong cười lạnh. Suy nghĩ sâu hơn nữa, quân đội cũng chỉ là lá cờ, là bị người chỉ huy. Cho nên, chạm đến lĩnh vực của ta không muốn sống như thế, tuyệt đối có người đang dở trò quỷ. Sự tình không đơn giản như vậy, cũng bắt đầu trở nên thú vị ta cũng muốn nhìn xem, tên đứng sau thống lĩnh rốt cuộc là ngưu quỷ xa thân gì. Lưu Phong lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm bấm một cú điện thoại. Sau khi kết nối, Lưu Phong còn chưa nói chuyện, đầu bên kia điện thoại trước truyền đến vô cùng ân cần thanh âm. Là ta, dắt, Phong, làm sao vậy? Lưu Phong khóe miệng nhếch lên, đáp lại. Hiện tại, ngươi có thể thả lô ra, ni đi. Ta là nói, ngươi như thế nào lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Ta biết ta không nên hỏi đến, nhưng hơn một giờ trước. Không có gì, ta sinh ra quan niệm mới, ta cảm thấy ta hẳn là tin tưởng phán đoán của ngươi, dù sao ngươi là ta như hình với bóng nhất tiểu nhị tốt, không phải sao? Tôi thề với Chúa Dêu, tôi chắc chắn trung thành với bạn, tôi yêu bạn, anh trai của tôi, như cha mẹ của tôi. Có thể, vậy cứ làm như vậy, thả lô ra ni, không chỉ là thả cục cảnh sát, mà là để cho nàng rời khỏi New York, càng xa càng tốt. Tắt điện thoại, Lưu Phong hai tay chống cầm. Mặc kệ dấu ở phía sau là tên nào, cậu muốn chơi, tôi sẽ chơi với cậu. Chỉ là, đừng để tôi chơi không đủ tận hứng. Ở bên kia biên giới New York, trong một căn cứ. Một đám người áo đen đứng dưới bóng tối, giống như là cô hồn giả quỷ nhân gian thể. Trong đó, đứng ở giữa đám người một vị giống như là người dẫn đầu, đưa tay hướng trong quần áo lấy ra một cái điện thoại tiếp. Ngươi xác định sao? Hàng huyên vài phút, thủ lĩnh cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía đám người phía sau, lớn tiếng nói. Sói đã xuất huyệt, mọi người, đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị hành động. Lần này, chúng ta nhất định phải bắt được nạn, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, là bắt sống. Bóng đêm nhập màn, Lưu Phong từ trong văn phòng rời đi, bây giờ là hắn tan tầm thời gian. Lúc ra khỏi cửa cục cảnh sát, anh ta còn cố ý hay vô tình dừng lại một chút, cái gì cũng không làm, chỉ đứng, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó mới giống như không có việc gì rời xa cục cảnh sát New York. Cùng lúc đó, trên một tòa nhà cao tầng cách đó một dặm, một kính ngắm súng bắn tỉa thời khắc đem thân ảnh Lưu Phong tập trung, nhưng mục đích cũng không phải bắn chết hắn, mà chỉ là lợi dụng hiệu quả của kính viễn vọng, dù sao, hắn còn không có thế lực dễ dàng bắn chết Lưu Phong tại quan sát xong Lưu Phong nhất cử nhất động về sau, cao ốc hắc ảnh bấm điện thoại. Cục trưởng giác nói không sai, New York chi quan Lưu Phong tan tầm, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, chờ ít 23 được thả ra rồi bắt cô ấy. Đầu đối thoại đáp lại. Nhưng chúng ta thật sự phải vào New York cướp người sao? Tôi sợ. Ngu xuẩn, trong đầu anh có bánh táo không? Người gọi điện thoại bị quát lớn đầu bên kia điện thoại người thái độ cường ngạnh. Hiện tại chính là New York chi quan lưu phong thả lỏng nhất thời khắc, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất, không cần chờ ít 23 rời đi New York thành phố, chỉ cần rời đi cục cảnh sát, chính là hành động thời khắc. Nhớ kỹ, mỗi người đều phải giữ vững tinh thần, cho dù không có ánh sáng New York, chúng ta ngàn vạn lần đừng coi thường ít ít ít. Đừng quên người trước chết như thế nào. Không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn nói hiểu rõ, lần này chúng ta nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục trước đây. Mà tất cả những thứ này, đều bị nắm giữ siêu cường thính lực Lưu Phong bắt được, hắn mặt ngoài không có biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc, ngược lại tiếp tục hướng trong nhà đi về phía trước. Đến lúc giải thích cho các ngươi một chút, cái gì là ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta, bò ngựa bắt ve, chim sẻ vàng ở phía sau, các tiểu dạng. Chương không năm Dẫn xa xuất động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio bên kia. Thân mặt màu xám mũ trùm đầu tiểu lan nữ lô ra bước ra New York cục cảnh sát đại môn, ngay tại nàng cùng Lưu Phong nói chuyện qua đi một giờ, lô ra liền nhận được có thể rời đi tin tức. Những người khác đối với việc này đều không hiểu ra sao, không nghĩ ra Lưu Phong làm sao trước một giờ mới cự tuyệt để cho tiểu lan nữ xuất hiện, một giờ sau lại mặc danh kỳ diệu thả nàng đi. Nhưng lô ra bên này đã biết được Lưu Phong ý nghĩ. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Lưu Phong, Ý tứ mà Lưu Phong biểu đạt, đơn giản mà nói chính là thả dây dài câu cá lớn, mà giờ phút này lô ra chính là mồi nhữ. Nghĩ tới đây, nàng thì thào tự nói. Dù sao đều là chết, chỉ có thể tin tưởng tên kia thật sự có năng lực giúp ta, dù sao hiện tại ta cũng vẫn là đang trải qua giống như trước kia như vậy chạy trốn. Tệ nhất chính là bị bắt lại nghiên cứu, có hay không Lưu Phong hỗ trợ cũng không khác nhau nhiều. Đúng như lời Lưu Phong nói, Lô Ra không có lựa chọn nào khác, người đàn ông được gọi là ánh sáng New York kia, không chừng thật sự là người duy nhất có thể giúp đỡ cô. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ngay cả ít chiến cảnh đều tiêu vong, trên thế giới này còn có người có thể cứu vớt người như mình sao? Còn siêu anh hùng nào nữa không? Nếu có, đó chính là Lưu Phong. Anh ấy có thể là người hùng cuối cùng của New York. Laura bước đi trong màn đêm New York nước Mỹ, nhà cao tầng đối với cô mà nói, không khác gì rừng rậm chỉ có điều, những thứ này được làm bằng bê tông cốt thép, hơn nữa. Nhân loại so với giả thú càng tham lam hơn, không có bất luận kẻ nào so với lô ra hiểu được điểm này. Cô đội mũ lên, vừa cúi đầu xuyên qua đám người, vừa lặng lẽ dùng ánh mắt sắc bén của mình quét qua từng người đi đường. Người bình thường, otaku, nhân viên văn phòng. Đây cũng không phải là lô ra siêu năng lực, mà là tại ngày mốt trong thời gian luyện thành kỹ năng cô có thể thông qua quan sát bề ngoài của một người mà biết được nghề nghiệp và tính cách của đối phương, nhất là người trong quân đội. trong nhiều năm chạy trốn, lora đã biết rõ hành vi cử chỉ của những quân đội chuyên bắt giữ x-men này. chỉ là đứng, chỉ là một cái ánh mắt truyền lại, lora đều có thể từ trong đó có lẽ đối phương thân phận tin tức, giống như là máy quét bình thường năng lực. lúc trước trong lúc chạy trốn nàng đều dựa vào kỹ năng như vậy mà thành công đào thoát. mặc dù hầu hết thời gian đó là một móng vuốt để chặt đầu người, nhưng kỹ năng này vẫn hữu ích và giúp Ra không đặt quá nhiều năng lượng vào nó, chẳng hạn như bây giờ. Ba người, không, năm người, trong ngón tay phải chỉ có ngón trỏ và ngón cái bên trong có kén, lòng bàn tay thô ráp, mu bàn tay lại không có, ánh mắt sẽ nhìn không được liếc về phía tôi, nhìn hình thể là xung phong. Ra lập tức đưa ra tin tức. Trái lại lính đánh thuê Ngụy Trang là người bình thường bên kia. X-23 còn đang bị giám thị, nơi này là New York bận rộn nhất người đi đường, chúng ta rất khó xuống tay, trừ phi. Năm quân đội nhận được mệnh lệnh truy kích, năm người nhau nhau đi theo lô ra, nhưng trong lúc truy đuổi càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì nàng cũng không có hướng nhiều người địa phương đi, mà là lựa chọn u ám trong hẻm nhỏ. Đây căn bản cũng không phải là địa điểm tốt nhất mà con mồi sẽ lựa chọn. Chẳng lẽ? Cái này quân đội vừa cho ra kết luận, trong nháy mắt, bụng của mình đã bị hai cây cương trảo chỗ xuyên thấu, Lora ngay sau đó mãnh liệt kéo kéo, bụng chính mình phá vỡ. Những lính đánh thuê khác ý thức được hết thảy, vội vàng rút súng, cũng đã không còn kịp rồi. Lora hóa thành bóng ma đêm tối, xoay tròn thân thể, lợi dụng vị trí di chuyển vượt quá người thường đem cương trảo hai tay thu hoạch từng cái đầu người. Chỉ là trong nháy mắt, ngã vào vũng máu bên trong liền ước chừng có năm người, Lora nhìn thi thể, lạnh lùng nói muốn giết ta phải xuất ra chút bản lĩnh đến. Cô xoay người, vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này cũng không quay đầu lại, không ngờ, về một tiếng, âm thanh giống như chim chóc truyền đến, trong nháy mắt tiếp theo, cổ của cô bị bắn trúng. Lô ra không ngốc, không cần nghĩ cũng biết có tay súng bắn tỉa. Hơn nữa tay súng bắn tỉa bắn ra không phải đạn, mà là kim trấn tĩnh, nhưng cái này đáng sợ hơn đạn. Khả năng tự chữa lành mà Lô ra thừa hưởng từ cha mình, lo rằng, có thể chữa lành vết thương do viên đạn gây ra. Nhưng thuốc an thần thì không được, thứ này vừa phát tác, kết cục của nàng chính là mặt cho người ta sâu xé. Thành công bắn trúng X-23, lặp lại, thành công bắn trúng X-23. Trong cơ thể nàng đã sớm sinh ra kháng thể, một trăm liều lượng không đủ, thừa thắng xông lên. Tiếp tục nổ súng. Đồ lan tiểu đội ngăn chặn lối ra người chỉ huy vẫn ra lệnh tiết lộ khả năng hoạt động thành thạo trong lời nói của mình. Chỉ cần một liều thuốc trấn định sẽ làm Lô Ra mất đi một nửa khí lực, đây đã là cục diện hẳn phải chết. Lô Ra bên này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhận thấy được, bên ngoài, một đám lính đánh thuê đã cầm súng chờ đợi nàng, như là đã mở miệng mảnh hổ, mà chính mình, là mập mạp cừu non. Nhưng Lô Ra không phải loại người giống như vận mệnh cúi đầu, chỉ cần còn có một tia hy vọng, nàng sẽ tuyệt đối không buông tha nàng rút kim trấn định trên cổ ra hét lớn các ngươi cái đám khốn kiếp này chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng vèo lại là một châm trấn định châm nhưng lần này sớm có chuẩn bị lô ra bằng vào sói giống như nhạy cảm thành công né tránh sau đó nàng hai tay mãnh liệt mở ra trong đầu là thân là wolverine phụ thân kinh điển nhất chiêu bài động tác cánh tay nhỏ thẳng đứng hướng hai bên mở ra Edman vuốt sắt còn một tiếng xuất hiện, tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau đó mạnh mẽ đánh về phía bên ngoài lính đánh thuê. Bị Lora tập trung người thứ nhất kinh hoảng để đồng bọn nổ súng, súng hỏa giống như ác quỷ từ trong họng súng hăng hái mà ra, mục đích chính là muốn đem Lora thôn phệ. nhưng lúc này Lora tốc độ lại như thế nào sẽ là người bình thường phạm trù. Cách đó 2 mét Lora vẫn còn nguy hiểm, đợi đến khi Lora tiến vào trong vòng 7 bước, lưỡi dao chém đã mài bóng loáng cho bọn họ. Pháp khắc. Các ngươi mau mở. Phốc. Động mạch chủ trên cổ trực tiếp bị chặt đứt, lượng lớn hiến máu tự như suối phun nhuộm đỏ ánh trăng, cũng nhuộm lên khuôn mặt lô ra. Chính là nhân loại phạm trù quân đội, căn bản không có cách nào bắt được lô ra thân ảnh, giờ phút này nàng, chính là sát thân. Chiến đấu bùng nổ, đưa tới vô số người quan sát, tin tức ùng ùng kéo đến đưa tin, chỉ là đám người này ngụy trang rất khá, quần chúng nước Mỹ hoàn toàn không rõ thân phận của bọn họ. Lô ra bên này, bởi vì toàn thân chỉ có móng vuốt tim vào Edman kim loại duyên cớ, Lô ra nhanh nhẹn so với phụ thân của mình kim cương lang Rogen còn muốn nhanh hơn, nàng hóa thành chỉ biết săn bắn sói, lấy hiến máu tẩm bổ chính mình Edman móng vuốt sắc bén. Nhưng là, cũng chính là bởi vì trong thân thể nàng Edman kim loại duyên cớ, dẫn đến nàng có được một cái trí mạng nhược điểm đó chính là nàng không cách nào giống như Wolverine bình thường kiên cố không thể phá vỡ kim loại Edman của Wolverine bao phủ toàn bộ cơ thể và đạn không thể xuyên thủng nhưng Lora thì không quân đội biết rõ điều đó vì thế nhìn nàng giết điên rồi đành phải lấy bảo mệnh làm điều kiện tiên quyết thay bằng đạn thật làm tàn phế nàng tốc độ bắn thật nhanh hơn cả bình tĩnh châm chỉ cần màn đạn đủ lớn Lora cho dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tránh được công kích như vậy. Chương 06 Kinh khủng thương pháp, độ sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vô số tiếng súng vang lên, đạn như mưa, lô ra cánh tay phải cứ như vậy bị đánh xuyên qua. Tuy rằng còn có thể tự lành, nhưng trong thời gian ngắn sẽ mất đi quyền khống chế. Quân đội vừa thấy hữu dụng, lại là liên tiếp đạn xuyên qua cánh tay trái lô ra. Hiện tại, tay trái tay phải không thể tiếp tục chiến đấu lô ra ở trong mắt quân đội biến thành phế nhân mau một người đi lên dùng gậy điện gây tàn tật cho hắn một lính đánh thuê trong đó nơm nớp lo sợ tới gần lô ra bỗng nhiên lô ra tung cú đá cao phốc mũi chân mọc ra ép man kim loại trảo cắm vào một lính đánh thuê cổ lô ra nổi điên bác địa cười to giờ phút này nàng đã không quan tâm có thể hay không chạy trốn hiện tại nàng trong đầu đều là ở trước khi chết nhiều vết mấy cái này đám chó má súc sinh. Nhanh! Tứ chi toàn bộ đánh phế rồi bắt lấy nàng. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể đánh chết nàng. Trong quân đội người lãnh đạo còn đối với Lô Ra năng lực nhớ mãi không quên, Lô Ra nhất thời cảm giác rất buồn cười, cười không chỉ có là những người này, còn có cái xã hội này. Được. Có thể lên. Các ngươi mau. Lãnh đạo còn chưa nói xong chỉ huy. Bỗng nhiên, rầm một tiếng, không biết từ đâu truyền đến tiếng súng đánh úp lại, một lính đánh thuê bên cạnh đã bị nổ đầu. Huyết tương văn khắp nơi, vẫy lên mặt lãnh đạo. Lần này làm cho người lãnh đạo này sợ không nhẹ, hắn vội vàng không lưng, bắt đầu tìm kiếm đến tột cùng là ai nổ súng. Chỉ có điều, người nổ súng hiển nhiên không có ý định cho hắn thời gian suy tư. Bang bang bang, bang bang bang. Vô luận đám lính đánh thuê chạy trốn như thế nào vô luận tìm công sự che chắn như thế nào, cái này thật giống như quy luật của thiên nhiên, chỉ cần tiếng súng đến từ phương xa vừa ra, tất có một người bị nổ đầu ngã xuống. Đây hoàn toàn là thương pháp giống như mở treo. Trốn ở một bên lãnh đạo chứng kiến một màn như vậy, trong đầu không chỉ có liên tưởng đến một cái đáng sợ nhân vật, trong miệng thì thào tự nói. Bách phát bách trúng thương pháp. Toàn nước Mỹ chỉ có một người có thể làm được. Người đàn ông được gọi là ánh sáng New York kia không phải con mẹ nó anh nói Lưu Phong đã tan ca về nhà cùng người yêu anh anh em em, hơn nữa anh ta đối với chuyện này không hề hay biết sao. dắt che mặt, có khổ nói không nên lời, nhưng trong cái đầu nhỏ này của hắn thật đúng là cái gì cũng không hiểu. Lãnh đạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chân tay luống cuốn, bởi vì hắn chẳng những tìm không thấy vị trí của Lưu Phong, còn không có cách nào tìm được lý do để Lưu Phong ngừng tập kích mình, mà lính đánh thuê đắc lực dưới tay hắn đang từng người ngã xuống quả thực giống như là ôn dịch. Lô Ra cũng nhìn thấy nó ở đó. Tại một khắc mình sắp hôn mê kia, quân đội đối địch của mình thoáng chốc giống như quân Domino một cái lại một cái ngã xuống. Cho dù Lô Ra có đỏ mắt thế nào, mệt mỏi thế nào, cô cũng hoàn toàn có thể hiểu được tình cảnh lúc này. Có người đứng về phía mình, hơn nửa người kia là... Vất vả rồi. Cầm một khẩu súng bắn tỉ lưu phong xuất hiện trước mặt Lô Ra. Chậm một chút, ngươi sẽ không dùng đến. Tới sớm không bằng đến tốt, dù sao ngươi có thế tự lành, cho ngươi nhiều vết mấy cái lính đánh thuê trúc giận cũng tốt. Lưu Phong đem súng bắn tỉa buông xuống, thay đổi hai thanh sa mạc chi ưng súng lục. Lưu Phong vừa dứt lời, quân đội bên kia lãnh đạo làm tới một cái loa, hướng Lưu Phong lớn tiếng nói. Lưu Phong, lập tức dừng tay, ngươi căn bản không biết chính mình đến tột cùng phạm vào sai lầm như thế nào, ngươi là đấu không lại chúng ta, người lãnh đạo còn chưa nói xong chỉ nghe tiếng súng đồng thời hắn trực tiếp ngã vào trong vũng máu trên đầu là rõ ràng một cái lỗ máu lần này chính mình trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây làm cho bối rối bao gồm bên cạnh giác cục trưởng trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất từ lúc mở miệng nói câu đầu tiên ta đã muốn ngươi chết rồi lưu phong khinh thường cười lạnh quân đội mỹ tuyệt đối không thể phục vụ cho người mỹ quân đội mỹ chỉ phục vụ cho tư bản lưu phong biết rõ điểm này còn lại lính đánh thuê còn muốn phản kháng, Lưu Phong cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, song thương nâng lên, thương họa phóng thích, như cũ là một thương một cái, không có bất kỳ sai lệch nào. Không biết đối mặt với người có thực lực gì, hẳn là các ngươi. Hỗn loạn, cửa hàng trên đường phố đã sớm không còn bất kỳ thủy tinh hoàn chỉnh nào, ngay cả kiến trúc cũng lung lay sắp đổ, xương vụn cùng nội tạng giống như rác rưởi sinh hoạt trải rác trên mặt đất, tiếng lách tách của vật liệu xây dựng thiêu đốt lửa mạnh vẫn còn tiếp tục cảnh tượng như vậy rất dễ dàng có thể làm cho người ta liên tưởng đến là hai đội ngũ khổng lồ đang tiến hành một hồi chiến tranh quy mô nhỏ mà chiến tổn của hai bên đều lớn đến kinh người hình thành một cục diện lưỡng bại câu thương nhưng sự thật không phải như vậy một bên trong đó có lẽ là đội ngũ lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng bên kia cũng chỉ có hai người mà một người trong đó đã trọng thương nói cách khác tất cả hỏa lực của bên đó là do một người giải phóng tạo thành tất cả những thứ này cái kia khiên cự đại súng bắn tỉa có được âu mỹ cốt tướng cùng châu á gia tướng nam nhân được xưng là new york chi quan nam nhân lưu phong hắn nhìn nam nhân đối địch giơ súng lên người không biết đối mặt với thực lực gì hẳn là các ngươi bùng tiếng súng vang lên hình ảnh đến đây dừng lại dáng người lưu phong mang theo khí thế hạ phàm giống như thần linh động lại trên màn hình lớn giờ khắc này khán giả nhìn màn ảnh rộng không hẹn mà cùng thở ra thành tiếng. Lúc xem video, ngực bọn họ giống như đè nặng hòn đá, hô hấp đều không thông thuận. Tên kia, Lưu Phong, quả thực chính là sát thần không hơn không kém. Một người trong bảy người ngồi chung quanh bàn tròn chậm rãi nói. Đây là một căn phòng u ám ở bên kia New York xa xôi, một đám người ngồi vây quanh một cái bàn tròn thật lớn, giống như kỵ sĩ bàn tròn của vua Arthur trong truyền thuyết phương Tây sự khác biệt chỉ là bọn họ dùng trang phục chiến đấu thay thế áo giáp. Mà trên màn ảnh rộng phát ra, chính là Lưu Phong khiên một khẩu súng bắn tỉa khổng lồ, đem lính đánh thuê từng cái từng cái bắn chết tràn diện. Đây là năng lực quỷ dị của nó. Vô luận đám lính đánh thuê né tránh như thế nào, tìm kiếm công sự che chắn như thế nào, đạn trong súng của hắn, đều sẽ đem địch nhân bị khóa chặt nổ đầu, thật giống như viên đạn bị hắn bắn ra, trong nháy mắt xuất viện bị trang bị thiết bị dẫn đường tự động khủng bố. Thương pháp như vậy. Hắn cũng không phải người thường. Trong bảy người, một thanh âm trầm trọng truyền ra. Thanh âm này mang theo một cổ cổ sư khí tức, giống như là sinh trưởng trên trăm năm đại thụ, nửa trên lung lay sắp đổ, phản phất liền muốn ngã xuống, nhưng nửa dưới rễ cây lại gắt gao nắm lấy dưới đất thổ nhưỡng. Hiện tại còn thừa bao nhiêu binh lực? Một người đàn ông trẻ tuổi, sau khi suy nghĩ một lát, trả lời. Tướng Poi Hober, lực lượng tinh nhuệ mà chúng ta phải đi ban đầu có 200 người, hiện tại. Chỉ còn lại không đến 100. Đội trưởng của đội trưởng cũng đã ngã xuống vũng máu. Người đàn ông tóc trắng trung niên được gọi là Bai, nghe xong đoạn văn này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nắm đấm nhìn không được siết chặt, lập tức lấy điện thoại di động ra, nhập một chuỗi số, sau tiếng bíp trong vài giây, bên kia truyền tới giọng nói. Đây là nhà trắng nước Mỹ. Ta là năm đó phụ trách giải quyết người đột biến tướng quân Bớt Huber. Bớt dùng giọng nói nặng nề ở trong điện thoại cùng nhân vật bên kia trao đổi một phen, ở cuối lời nói, hắn nói: Phiền toái mau chóng giải quyết hết thảy, bởi vì người của ta đang bị lưu phong." Nói tới đây, bài có chút dừng lại, sau mới từ trong miệng phun ra một từ: "Tàn sát." Sau khi nói xong, điện thoại đã bị người bên kia cúp máy. Chương 7 Gia hỏa này căn bản chính là chính cống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 về phía New York. Cục trưởng Cục Cảnh sát New York dắt được lính đánh thuê bên kia thả ra, sẽ giải quyết hết thảy tin tức. Nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, hắn lại không có cách nào cao hứng. Đây là cảnh tượng giống như địa ngục. Súng và lưỡi dao sắc xé rách không khí, để lại dấu vết khói súng và ngọn lửa, máu vừa mới bắn tung tóe ra, đã bị một bên khác lần nữa chấn khởi đạn trùng kích cho chấn trở về, máu nhuộm đại địa, giống như zombie trong trò chơi đại đồ sát. Giác thậm chí còn chưa từ tình cảnh trước mặt khôi phục lại, dù sao trước Lưu Phong, Lưu Phong trong mắt hắn vẫn không hay biết gì. Không ngờ Lưu Phong cái gì cũng biết, hắn chính là người đã thấy qua năng lực của Lưu Phong. Lần này mình thật sự chọc phải ác ma rồi. Tên kia chính là một sát phôi a chỉ cần nổ đầu là có thể một kích tất giết đi. Lưu Phong ngại súng bắn tỉa lên đạn quá chậm, thì Thào tự nói, sau đó cầm trong tay hai phát đạn liên tiếp, tiếp tục tàn sát. Địch quân đã thấy qua thương pháp của Lưu Phong, vừa rồi thương tuyệt đối vừa không qua, chỉ phải nghĩ biện pháp dùng chiến thuật vòng vo một chút, nhưng cái này vẫn thờ ơ. Bởi vì vô luận bọn họ né tránh như thế nào, Lưu Phong bắn ra mỗi một viên đạn đều sẽ tinh chuẩn xuyên thấu người bên cạnh đầu. Chỗ đáng sợ chính là, coi như là bọn họ chạy vòng quanh súng lục của lưu phong tại một khắc bóp cò kia cổ tay linh hoạt vừa chuyển viên đạn bắn ra sẽ cùng với độ công quỷ dị bắn ra đúng thế không có nghe lầm là đạn biết quẹo di sức a điều này sao có thể chúng ta rốt cuộc là đang đối kháng với quái vật như thế nào không phải thủ lĩnh đã ra lệnh sao không phải sẽ có cứu viện sao cứu viện sao còn chưa tới người còn không đến Đám bộ đội tinh nhuệ của chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Lính đánh thuê cũng không phải đứng bị đánh sẽ không đánh trả ngu xuẩn, trong tay bọn họ đạn cũng thử hướng Lưu Phong trút xuống mà đi. Nhưng là, Lưu Phong cái này quái vật giống như nam nhân, chẳng những thương pháp cao siêu, ngay cả thân pháp đều linh hoạt vô cùng. Tất cả đạn bắn về phía hắn, không phải nghiêng đầu né tránh, chính là xoay người cùng ngồi sổng xuống, thậm chí hắn không nhúc nhích đạn bắn về phía hắn đều giống như nhất định sẽ bắn lệch từ bên người hắn xuyên qua, tất cả tầm bắn cùng chuẩn tâm vẻn vẹn bị Lưu Phong liếc mắt một cái là có thể ra được. Khi Lưu Phong tránh né công kích, viên đạn trong hai phát súng của hắn cũng không nhàn rỗi, trên đường hắn trốn tránh, thời cơ cò súng lục bóp cò luôn có thể bị hắn đắn đo gắt gao, hắn một bên linh hoạt di chuyển, một bên bắn chuẩn xác, ở trên chiến trường tự như một đoàn bão lửa súng. Này một loạt biểu hiện quả thực đã không thể dùng tinh thông để hình dung mà ngay cả cùng Lưu Phong đứng ở cùng một trận doanh sói nữ Lô Ra đều bị khiếp sợ. Ngươi làm sao làm được? Đây căn bản không thể là phạm trù mà nhân loại có thể đạt tới. Lưu Phong nhún vai, thờ ơ nói. Thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ. Ngươi đều có thể là cái có được móng vuốt thét, bị mưa bom bão đạn bắn trúng còn có thể tự lành người đột biến, đạn của ta hội quẹo cua, có cái gì ngạc nhiên đâu bởi vì đây là Lưu Phong một ngày nào đó thông qua siêu cấp rút thăm trúng thưởng hệ thống rút ra được năng lực đặc thù. Thương đấu thuật, bu kết tông, là xạ thủ chuyên dụng hình tổng hợp phương thức chiến đấu năng lực gọi chung, căn cứ xạ thủ khác nhau phong cách chia làm rất nhiều chủng loại, hiện đã biết có bốn loại, bao gồm khoái thương đấu thuật, thương đấu thuật súng chiến thuật súng chiến thuật. Súng nhanh Được đặc trưng bởi tốc độ Rút súng nhanh Xạ kích tốc độ cao tấn công trước, áp chế địch nhân, trong đó cao thủ ở đây đồng thời còn có thể mượn hỏa lực tốc độ cao xông về phía địch nhân, cùng địch triển khai hỗn hợp chiến nửa xạ nửa cách đấu, trong đó sẽ thường xuyên lấy chui súng làm vũ khí, đột nhiên thi triển lãnh thủ. Súng chiến thuật, đặc điểm của nó là hỏa lực áp chế. Lợi dụng sức phán đoán của mình phán đoán hướng đi của địch nhân, lại lấy đó làm căn cứ, lợi dụng bước chân và di chuyển của mình tránh né công kích của địch nhân hơn nữa lợi dụng súng ống trong tay tiến hành xạ kích hữu hiệu, công kích tất cả phương vị hành động có thể của địch nhân. Đồng thời dưới điều kiện tận lực bảo đảm những điều này, căn cứ dự đoán đối với địch nhân sắp sửa công kích mình, tiến hành tấn công phủ đầu. Súng chiến thuật, đặc điểm của nó là quỷ dị. Người sử dụng am hiểu cận chiến, cũng đem súng ống sử dụng dung hợp ở trong cận chiến, ở thời điểm địch không ngờ đột nhiên bắn lén. Cao thủ trong đó còn am hiểu tàn thương thuật, Sử dụng súng ống giấu ở trên người, lúc không nổ súng ai cũng không rõ súng của hắn giấu ở nơi nào. Súng chiến thuật, đặc điểm của nó là bắn tỉa. Tấn công cự ly siêu xa là đặc điểm lớn nhất của nó, trung cao thủ còn giỏi khống chế quỹ đạo bắn ra đạn để đạt được mục đích tấn công chính xác, hiệu quả cao. Mà bản thân Lưu Phong biểu hiện ra rất rõ ràng. Trên bốn loại thương đấu thuật, hắn tất cả đều biết đây là nguyên nhân vì sao Lưu Phong không hiển lộ thể chất siêu nhân của mình trước mặt thế nhân, lại có thể vang danh sự tán thưởng vĩ đại của ánh sáng New York. Chỉ dựa vào thương đấu thuật, không cần cái khác, là có thể hóa thân sát thần. Nhân tiện nhắc tới, cùng Tiểu Lan nữ lúc nói chuyện, đưa lưng về phía Lưu Phong lính đánh thuê bắn ra viên đạn, vẫn không có một viên đụng tới Lưu Phong cho dù là một tấc gốc áo cùng sợi tóc, hắn tránh né viên đạn thoải mái giống như đang uống nước, hay là một hơi uống mấy lít không thở cái loại này được rồi, bây giờ lại là hiệp của ta. Lưu Phong xoay người, một lần nữa tiến vào hình thức chiến đấu, súng lục bắn ra mỗi một viên đạn cũng sẽ không lãng phí, viên đạn bắn hết, liền thờ ơ từ trong túi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lấy ra băng đạn thay thế. Chỉ có lúc này, đám lính đánh thuê mới có thể hơi chút đạp khẩu khí, không cần liên tục tử vong, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì băng đạn đổi tốt về sau, Lưu Phong lại sẽ hóa thân sát thần. Cứ như vậy liên tục giết hơn 40 người, lưu phong trong túi điện thoại vang lên nhưng hắn lại giống như là nghe không được bình thường động tác trên tay không hề đình chỉ giống như một đứa trẻ chơi game đến quên mình bất cứ nhân tố bên ngoài nào cũng không thể ngăn cản thời gian vui chơi của nó hắn không để ý điện thoại hắn hiện tại là dết điên rồi người này căn bản là ma quỷ không hơn không kém binh lính bên kia không ngừng hô lên những từ ngữ tuyệt vọng này về phần lưu phong hắn mới sẽ không để ý tới những người này, súng trong tay liền không ngừng qua. Cứ như vậy lần nữa bắn chết 10 người, tiểu lan nữ lô ra nhịn không được, nói. Ngươi điện thoại này liền không ngừng qua, không tiếp liền mất, tiếng chuông nghe được ta phiền. Lưu Phong cười nói. Nhận nhất định là phải nhận, ta bất quá là còn muốn chơi tận hứng một chút mà thôi, dù sao đã thật lâu không có vui sướng đầm đì như vậy chơi qua. Hơn nữa, người gọi điện thoại cùng mục đích của hắn ta không cần đoán cũng có thể biết. Lưu Phong những lời này không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì hắn chiếc điện thoại này là đặc thù chế tạo. Hắn có thể tùy ý gọi điện thoại cho người khác, nhưng sẽ không bị người khác gọi, ngoại trừ hai người chỉ định, một là người sẽ phá hư thời gian vui chơi của hắn. Người còn lại là vợ anh ta, Wanda. Chương 08 Lưu Phong con mẹ nó ngươi dừng tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio mà dựa theo tình huống trước mắt mà xem, tỷ lệ là vượng đạt không lớn. Vậy cũng chỉ có thể là người sẽ làm Lưu Phong mất hứng, Lưu Phong cũng không thể làm ra chuyện quá phận với hắn. Vì thế Lưu Phong rốt cục ngừng bắn súng lục, mà nhận được điện thoại. Vừa mới chuyển máy, bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng trích gào. Con mẹ nó mày còn không mau dừng tay cho lão tử. Đổi lại là người khác, như vậy hướng về phía Lưu Phong trích gào, chỉ sợ sớm đã không còn chớ nói chi là vẫn là vết đỏ mắt lưu phong nó giống như một cú đá vào mông của một con sư tử đang đi săn nhưng nghe thấy giọng nói này trong điện thoại lưu phong không giận mà cười đây không phải là giọng của anh bạn ác tua của tôi sao hôm nay sao lại gọi điện thoại cho tôi một cách khác thường như vậy mỗi lần đều con mẹ nó đem loại cục diện rối rắm này ném cho ta chờ ta giúp ngươi lau mông đầu dây bên kia gầm thét không ngừng Lưu Phong vẫn cười cợt như trước. "Ai nha, vừa mới bận rộn mà. Tuy rằng cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là cùng một đám trẻ con qua hai tay. Loại chuyện nhỏ này làm sao xứng để cho tổng cục trưởng cục cảnh sát Washington tự mình gọi điện thoại. Ngươi một mình đem người ta 200 số tinh nhuệ bộ đội diệt, người ta không tìm ta tính sổ mới là lạ. Anh là cấp trên của tôi mà, bọn họ không tìm anh thì tìm ai?" Lưu Phong vẫn tươi cười như trước thật sự là tức chết ta lửa giận của đối phương ở trong tay lưu phong tựa như bạn gái làm nũng chẳng những không sinh nổi còn cảm giác có chút thú vị dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên lưu phong làm việc này hắn đã làm chỉ sợ hai ngón tay cũng đếm không hết người đàn ông gọi điện thoại tới là cấp trên của lưu phong arthur tổng giám đốc sở cảnh sát washington ngoại trừ thân phận cấp trên cấp dưới này Hắn cùng Lưu Phong lén lút quan hệ cũng là tiểu nhị tốt đến không thể tốt hơn. Chính vì vậy, Arthur mới không có cách nào quát Lưu Phong với cấp dưới bình thường. Vừa rồi cũng nói, đây không phải là lần đầu tiên Lưu Phong gây chuyện. Cho nên giữa hai người từng có ước định, số điện thoại của Lưu Phong chỉ có dưới mệnh lệnh cưỡng chế chấp hành của Arthur mới có thể gọi cho Lưu Phong. Cái này đại biểu có thế lực cường đại tham gia. Mà bình thường xuất động thế lực lớn như vậy giải quyết vậy nhất định chính là lưu phong lại làm đại nhân vật tay cầm quyền lợi gì đó mà khi loại tình huống này phát sinh lưu phong cũng không thể để cho arthur làm khó cho nên chỉ cần kết nối điện thoại lưu phong bên này nhất định phải đình chỉ hành động cuối cùng arthur cũng chỉ có thể hướng lưu phong yêu cầu tóm lại hiện tại không được giết người của quân đội lập tức rời khỏi nơi đó còn nữa không được khi rời đi còn nổ súng với người được biết rồi dù sao Lưu Phong liếc nhìn hơn 10 tên lính đánh thuê còn sống, nhúng vai, bọn họ cũng bị giết không còn lại mấy người. Đầu dây bên kia Arthur còn muốn nói gì đó, Lưu Phong cũng đã cúp điện thoại. Vứt súng xuống, sau đó nâng tiểu lan nữ lô ra dậy. Trò chơi kết thúc rồi, tôi tin cậu cũng xem đủ sản khoái rồi, đi thôi. Ở lô ra trong mắt, cho dù Lưu Phong hôm nay làm ra như vậy kinh khủng sự tình, nàng trong tiềm thức vẫn sẽ cho rằng này tuyệt không sẽ là lưu phong cực hạn, hắn giống như là một cái có được vô hạn tiềm năng siêu cấp sinh vật. Lưu phong không trực tiếp trả lời. Đàn ông phải bảo trì cảm giác thần bí, không phải sao? Chuyện quân đội cứ như vậy kết thúc. Giống như thủ trưởng kim lão tiểu nhị Atua của Lưu Phong, cho tới nay đều làm như vậy, toàn bộ người trong cục cảnh sát đều xuất động, chùi đít cho vụ thảm sát đêm nay của Lưu Phong. Có người quét dọn hiện trường, có người vận chuyển thi thể đi, có người bồi thường cho chủ cửa hàng bị phá hư, còn có người xử lý tin tức. Bây giờ là thời đại tin tức, Lưu Phong làm chuyện lớn như vậy, nếu không bịt miệng thật tốt, ảnh hưởng sẽ càng lúc càng mở rộng, cục cảnh sát đối với những nghiệp vụ này vẫn tương đối thuần thục. Về phần bộ đội tinh nhuệ bị Lưu Phong tàn sát chỉ còn hơn 10 người. Có thể thông qua Actua an bài để cho lão đại bọn họ mang đi, điểm ấy đối với Lưu Phong mà nói ngược lại không sao cả. Bọn họ chỉ là lá cờ cũng không nhấc lên nổi sóng to gió lớn gì. Mà Lưu Phong chính mình cũng đã đem thương đấu thuật chơi ra hoa rồi, thương đấu thuật đối với báo thù người liên minh loại này siêu cấp anh hùng khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối phó lính đánh thuê cái gì, quá dễ dàng. Lưu Phong hai tay ôm ngực nhìn người cục cảnh sát thu thập tàn cục, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, vẫn là điện thoại di động chỉ có hai người được chỉ định của Lưu Phong mới có thể gọi. Vừa rồi Actua đã gọi qua, như vậy lần này cho dù là để cho học sinh tiểu học đến tính, cũng có thể tính ra đề mục 2 trừ 1 này. Là điện thoại của vợ Vượng Đạt. Tục ngữ nói gặp người nào là thái độ gì, Lưu Phong vừa thấy là số điện thoại của vợ, còn chưa nhận điện thoại đã nặng ra một nụ cười. Hi, mỹ nhân của tôi. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng, dường như mỗi chữ trong mỗi câu đều được lựa chọn tỉ mỉ. Đúng vậy, cục cảnh sát bên này xảy ra chút chuyện nhỏ, tôi có thể phải chậm một chút mới có thể trở về đúng rồi anh cũng rất bực bội không thể làm bạn với em yêu em thật sự là xin lỗi đúng rồi em ăn cơm tối chưa không bằng lát nữa anh mang chút gì về ăn được rồi được rồi anh cũng yêu em mua bộ dáng lưu phong và vượng đạt khi nói chuyện tự như thiếu nữ mê trai lô ra con sói nhỏ đứng bên cạnh nhìn tất cả quả thực không thể tin vào mắt mình cái này mới vừa rồi còn đối với quân đội như con kiến hôi, thu mạng người như cỏ rác sát thần Lưu Phong, giờ phút này lại có thể so với chính mình mấy ngày hôm trước ăn bánh táo còn muốn ngấy méo mó, cái này tương phản lớn cũng không phải là một chút. Đối với việc này, nàng nhìn không được phun tạo nói. Người có hoa hạ huyết thống, cho nên sẽ xuyên kịch biến sắc mặt đúng không? Lưu Phong dở khóc dở cười, nói. Mặc dù không biết anh tìm hiểu văn hóa hoa hạ từ đâu, nhưng cảm giác anh đang tổn hại tôi không cần hoài nghi ta chính là đang tổn hại ngươi lô ra thẳng thắn nói anh không hiểu đối với kẻ địch phải hung ác đối với vợ phải ân ái đây chính là truyền thống tốt đẹp của hoa hạ chúng ta lưu phong lộ ra có chút tự hào ngươi cái không có nói qua yêu đương tiểu thí hài khẳng định không thể lý giải những thứ này đấy nếu không ta tại cục cảnh sát bên trong cho ngươi giới thiệu đối tượng New York cục cảnh sát bên trong, có thể hoàn toàn khống chế ngươi mảnh nam không có, bơ tiểu sinh nhiều chính là, có hứng thú sao? Lưu Phong trêu ghẹo hỏi, tiểu lang nữ đáp lại xem thường. Tiểu lang nữ đều biểu thị như thế, Lưu Phong cũng mất đi niềm vui, không hề trêu ghẹo nàng. Hai người cùng nhau trở lại văn phòng Lưu Phong, sau đó, hai vị cảnh sát áp giải cục trưởng cục cảnh sát New York dắt đi vào ngày xưa ít nhất ở trong cục cảnh sát có được mặt ngoài quyền lực cục trưởng cục cảnh sát giờ phút này lại bị thấp hắn không biết bao nhiêu cấp cảnh sát giam giữ nhiều bao nhiêu ít vẫn là có chút chăm chọc chớ nói chi là hắn còn phản bội lưu phong hiện tại hắn thật sự sẽ không mặt mũi gặp người nếu không bị xiền xích dắt đã muốn tự tay đào một cái lỗ và chôn mình trong đó chương không chính. ngồi tù a sói con nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lưu Phong nhìn hắn, ngoài ý muốn không có tức giận ngút trời. Có lẽ là vừa mới cùng lão bà trò chuyện xong, tâm tình đang sung sướng, vả lại giác cục trưởng phản bội ngay từ đầu đã bị Lưu Phong cho nhìn thấu. Bởi vậy, Lưu Phong chỉ là ý vị thăm trường nhìn giác, ôn hòa hỏi. Như vậy, ta thân ái niêu giót cục trưởng đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến một mực ở trước mặt ta ghét ác như thù, thiết diện vô tư ngươi, phản bội toàn bộ niêu giót đây dắt trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Tôi vốn còn nghĩ rất nhiều lý do để bào chữa cho mình, nhưng sau khi nhìn thấy cô, tôi không nói nên lời. Tôi thành thật nói với bạn, không có lý do cụ thể nào, chỉ là họ đã cho rất nhiều tiền mà tôi không thể kiếm được trong nhiều năm làm cảnh sát trưởng. Vì vậy, vâng, như ông nói, tôi đã phản bội New York và tôi sẽ trừng phạt nó như thế nào, tôi sẽ không phàn nàn gì cả không biết có phải do diễn xuất bùng nổ hay không, thái độ của cục trưởng Giác Đoan Chính, sau khi nói xong còn dùng ánh mắt vô cùng chân thành đối diện với Lưu Phong, dường như muốn cho Lưu Phong thấy sự hối cải của mình. Đáng tiếc Lưu Phong cũng không ăn bộ này. Mặc kệ là thật hay giả hắn đều không quan tâm, bởi vì hắn làm việc có chuẩn tắc của mình. Vì thế Lưu Phong chậm rãi mở miệng. Kẻ phản bội sẽ không được người khác tha thứ. Anh phản bội New York, mặc dù chưa giết người chưa đáng chết nhưng anh vẫn phải chịu chút đau khổ. Cho nên, đi Mississippi sông châu thổ dưỡng lão đi, nơi đó cũng không có người nào có thể cho ngươi trả lần thứ hai phản bội New York tiền, ở lại rất tốt. Được. Giác bị dẫn ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, Giác vẫn là loại thái độ này, điều này ít nhất liền chứng minh, hắn không có diễn. Nhưng giống như vừa mới nói, Lưu Phong mới không quan tâm hắn có đang diễn hay không. Giải quyết xong chuyện của Giác, đến cô sói nhỏ lô ra. Lưu Phong xoay người nhìn nàng, nói. Ngươi hẳn là cũng biết tội của mình đi. Tuy nói là bị quân đội truy sát mà chạy trốn, nhưng ngươi dọc theo đường đi giết qua người bình thường, cũng không ít, có rác người mệnh số đều đến không hết, ngươi còn phải tiếp nhận pháp luật phán quyết. Lô ra hỏi trước. Cho nên tôi vào tù trước, đúng không? Không ngờ thái độ của ngươi lại rất đoan chính. Không sai, ngươi phải đi trong ngục chờ phán quyết nếu như bị ta phát hiện ngươi đại náo một hồi sau đó chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ tự tay đem ngươi bắt trở về đấy. Tiểu Lan nữ lô ra cũng không phản bác. Dù sao, đối với nàng mà nói ở đâu không phải đợi. Ở trong ngục giam, ít nhất còn có người đưa đồ ăn cho mình, còn không cần lo lắng không gặp được mặt trời buổi sáng ngày mai, hoặc là vừa tỉnh lại liền phát hiện trên người cắm đầy đường ống nghiên cứu khoa học. Chỉ cần có người đàn ông thoạt nhìn đê tiện, lại được gọi là ánh sáng New York này ở đây. Sở cảnh sát New York có lẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Về phần phán quyết và vân vân, Ra đã trải qua sóng to gió lớn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tâm lý sợ hãi nào. Lan nữ sau khi rời đi, Lưu Phong bụng bỗng nhiên ung ụt mà vang lên, hắn dù thế nào mạnh cũng là muốn ăn cơm, nghĩ đến hắn cũng là bận rộn một ngày cũng không thế nào ăn cái gì. Phụ cận hình như mới mở một nhà hàng cũng không tệ. Vừa lúc muốn về nhà, Lưu Phong liền chuẩn bị đi tới nhà hàng phụ cận mua mấy phần pizza trở về cho Vượng Đạt. Đêm hôm khuya khoắt, trong tiệm pizza không có mấy người. Lưu Phong đi tới quầy lễ tân đi gọi hai phần lớn thịt nướng pizza, nhưng nói ra, đối phương lại không có phản ứng gì. Lưu Phong còn tưởng rằng là trước quầy lễ tân lỗ tai không tốt lắm, lần nữa lặp lại. "Là tiếng Anh của ta không chuẩn sao? Ngươi 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 là" đối phương chẳng những không trả lời vấn đề của Lưu Phong, ngược lại một bên kích động nhảy nhót tại chỗ, một bên lấy tay che miệng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng. Ngươi là New York chi quan Lưu Phong đúng không? Thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên kích động hỏi. Lưu Phong cười khổ, gật gật đầu. Ngươi cư nhiên sẽ đến cái này món ăn rách nát. Nga không đúng, ta không nên nói chính mình làm công nhà hàng là cái nát nhà hàng. Tuy rằng xác thực rất khó ăn nhưng không trọng yếu. Đúng vậy, đích xác rất trùng hợp. Lưu Phong nói có hàm ý, bởi vì hắn đã sớm nhận ra thiếu niên này. Tiểu tử này chính là hàng xóm tốt của New York nam nữ già trẻ đều khen không dứt miệng. Em cũng rất vui được gặp anh, Peter. A, à, ngài, vì sao? Hình như tôi còn chưa nói tên mình mới đúng. Lưu Phong vì giải thích tại sao có thể biết, liền chỉ chỉ quần áo của Peter. Trên bản công tác viết, Peter Parker, đúng không? Ha ha ha, ta đã nói rồi, đại danh đỉnh đỉnh New York chi quan Lưu Phong làm sao lại nhận thức ta loại này không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật đâu. Hắc, ta không cho phép ngươi khinh thường chính mình. Tiểu hài tử luôn khát vọng đạt được tán thành, vì thế Lưu Phong vỗ vỗ bả vai Peter, lấy thân phận tiền bối cổ vũ. Ngươi cùng ta không có gì bất đồng. Lưu Phong nghiêm túc nói. Nhưng ngươi là anh hùng nha, mà ta chẳng qua là hạng người vô danh. Ngươi phải tin tưởng chính mình, một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở thành người như ta, thậm chí là so với ta còn nổi danh, so với ta còn hữu dụng anh hùng, siêu cấp anh hùng. Siêu anh hùng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Cậu bé ngốc, cậu là người nhện mà. Thân là siêu anh hùng tranh chấp hạng nhất với DC Batman trong lịch sử truyện tranh Mỹ, toàn bộ vũ trụ Marvel không ai nổi tiếng hơn bạn lưu phong thầm nghĩ trên thực tế siêu cấp anh hùng cường đại như thế nào xét đến cùng cũng có nhân tính có ưu điểm đồng thời cũng sẽ có khuyết điểm thậm chí so với người bình thường càng kỳ quái hơn ví dụ như ai ẩn man tony stark người ta trước khi làm siêu anh hùng là tỷ phú hoa hoa công tử tới tính cách tự nhiên sẽ tương đối cố chấp và tự phụ hơn nữa hắn còn là thiên tài có trình độ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nếm thử nói năng đã thương người câu chuyện ai ẩn mang hai chính là bởi vậy mà triển khai. Lưu Phong còn quen biết một số người khác. Ví dụ như bảy anh hùng kỳ lạ trong đội an ninh áo đen, biển sâu giả Hải Vương sẽ đánh máy bay với anh hùng mới, siêu nhân giả, chưa hết sữa, là một đứa trẻ khổng lồ. Đầu máy giả Flash là một gã ích kỷ. Tuy rằng bộ phim này không phải là bộ phim siêu anh hùng theo nghĩa truyền thống, nhưng anh hùng bên trong lại có vẻ có máu có thịt hơn siêu anh hùng theo nghĩa truyền thống mỗi anh hùng đều có khuyết điểm. Bản thân Lưu Phong kỳ thật cũng có một ít khuyết điểm, tỉ như. Hắn rất sắc, n tử và mông thịt dễ dàng khiến hắn khuất phục hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Chỉ cần để cho hắn đắm chìm trong biển phụ nữ, cái gì chính bất chính đều sẽ bị ta ném ra sau đầu, cứu vớt New York cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chương 10 Khuyên bảo Spider-Man Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhưng thay vì nói điều đó với peter ông tìm cách khuyến khích peter anh hùng đích xác không phải ai cũng có thể làm tốt dũng khí thiện lương cùng chính nghĩa là ưu tiên hàng đầu ta tin ngươi có thể làm được bởi vì ta thấy ở ngươi những phẩm chất tốt đẹp như vậy nhưng ngươi phải kỷ luật chính mình với tiêu chuẩn cao nhất bởi vì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn peter parker chăm chú lắng nghe nhất là câu cuối cùng cuối cùng lưu phong làm ra tổng kết cho nên, đáp ứng ta, nếu như ngươi có một ngày trở thành anh hùng, liền muốn trở thành trên thế giới vĩ đại nhất anh hùng, có thể chứ? Peter rất hưng phấn. Tôi hiểu rồi, Lưu Phong tiên sinh. Lưu Phong cứ như vậy trời xuôi đất khiến, trở thành Peter Parker siêu cấp anh hùng dẫn đường nhân. Ngay cả lời thoại kinh điển nhất của người nhận, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cũng bị Lưu Phong đoạt trước chú Ben còn chưa qua đời của Peter nói ra. Lấy pizza, Trước khi đi Peter còn xin chữ ký của Lưu Phong. Để độc đáo, Lưu Phong viết tiếng Trung, khi giao cho Peter đều có thể nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trong mắt anh. Không chừng lần này, còn có thể dẫn dắt Peter Parker kích thích hứng thú học tiếng Trung. Người nhện biết tiếng Trung, ừm, nghĩ về nó thật thú vị. Bận rộn một ngày, Lưu Phong rốt cục về đến nhà. Mới vừa ngồi vào trên sofa, mong cũng chưa ngồi nóng, vượng đạt liền trực tiếp nhào tới, chui vào trong ngực Lưu Phong, Lưu Phong cười, ông cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt. Đêm nay sao lại trễ thế này, anh không ở nhà xem phim với em, em rất nhàm chán. Vượng Đạt dùng giọng điệu ngạo kiều nói, cũng chỉ vào mũi Lưu Phong. Vụ án hôm nay hơi nhiều, cục cảnh sát không có tôi không được, chỉ cần tăng ca một lát, dù sao tôi cũng là ánh sáng của New York, không thể chỉ lấy danh hiệu mà không làm chính sự được chứ. Anh còn mang già thịt nướng em thích ăn nhất thịt nướng hôm nay rất nhanh, anh còn đặc biệt nhắc nhở nhân viên cửa hàng thêm format, là khẩu vị em thích nhất. Vượng Đạt cười nâng ti già lên, vui vẻ nhảy nhót như một đứa trẻ, đây là người phụ nữ dễ thỏa mãn nhất, cũng là người phụ nữ yêu lưu phong sâu sắc. Hừ hừ, cái này còn kém không nhiều lắm. Em đói bụng rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lưu Phong gật đầu, kéo tay Vượng Đạt cùng ăn tối. Sau khi cơm nước xong, Lưu Phong và Vượng Đạt lại trở lại sofa trước TV, Vượng Đạt nằm trên đùi Lưu Phong, hai người xem phim Lưu Phong nợ Vượng Đạt, hai người xem xong phim trước TV, Vượng Đạt chậm rãi nói với Lưu Phong. Đúng rồi, em yêu, ngày mai anh phải đi công tác. Đi công tác? Công việc nào? Là giám đốc nghệ thuật sao? Đúng, anh luôn không nhớ công việc của tôi sao? Vượng Đạt ra vẻ tức giận, Lưu Phong cười khổ đáp lại. Đó là bởi vì anh đổi công việc quá thường xuyên sao? Nếu em chuyên làm một công việc tốt, không chừng em sẽ trở thành phú bà, mà anh chính là tiểu bạch kiểm được em bao dưỡng, anh rất hy vọng ngày này. Vượng đạt ngoài miệng nói như vậy, biểu tình cũng không biểu lộ bất kỳ bất mãn nào. Lần này đi công tác, tôi phải đi hơn nửa tháng, sẽ có một đoạn thời gian không gặp được tôi. Hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy. Lưu Phong hít nửa mắt, Vậy chẳng phải đêm nay ta sẽ cho ngươi ăn no sao? Ngày hôm sau, xa bên ngoài New York một chỗ căn cứ quân sự bên trong, vẫn là hôn ám gian phòng, vẫn là vây quanh bàn tròn mà ngồi bảy vị lãnh đạo. Tuy rằng trên màn hình không có phát lại cảnh tượng giống như quân chủ địa ngục giáng lâm, nhưng trên mặt tất cả mọi người ở đây đều nặng nề không thua gì sự kiện lần trước. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước chỉ là đang thương thảo làm sao ngăn cản ma quỷ giết người, hiện tại thì càng thêm nghiêm trọng là thương thảo làm sao đem ma quỷ này cho khu trừ cái sau có thể so với cái trước độ khó cao không chỉ một hai lần thử nghĩ liền ngăn cản đều trở thành khó khăn gia hỏa nên như thế nào nhổ bỏ lại vận dụng thực lực quân sự nhà mình đi bao vây tiểu trừ hắn nhưng lần trước ngay cả bộ đội tinh nhuệ nhà mình tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng đều toàn quân bị tiêu diệt lại tiêu phí đại lượng binh lực đi bao vây tiểu trừ tên gia hỏa lấy một địch trăm này chiến tổn tuyệt đối lớn kinh người. Vậy thì quên đi. Tất nhiên là không. Chỉ cần một mình Lưu Phong là có thể khiến cho cả quân đội không yên, lo lắng đề phòng. Bỏ qua chuyện này, sau này còn cổ vũ lòng quân như thế nào? Mà nếu sau này khi quân đội chấp hành các hành động khác, nửa đường lại dết ra một Lưu Phong ánh sáng New York thì làm sao bây giờ? Tên này chính là cái sát phôi, lần này là súng bắn tỉa, lần sau cũng không biết súng gì nhìn mọi người vẻ mặt buồn rầu trầm tư, nhưng không ai mở miệng đề nghị. Cũng không phải không có phương pháp ứng đối, chỉ là đang tự hỏi dùng phương pháp ứng đối như thế nào mới có thể đem cái giá phải trả nhỏ nhất. Tướng Poido bớt tóc bạc ngồi ở vị trí thủ lĩnh bàn tròn, thăm dò phá vỡ sự đắm chìm. Cho nên, các ngươi đã nghĩ ra phương án ứng phó chưa? Lời nói của tướng Poi tự như bùa đòi mạng, ai không trả lời được có thể sẽ bị xử phạt. Vì thế người đứng thứ hai trong bảy người bàn tròn, thiếu tá uy sần chậm rãi nói. Trước mắt, còn chưa có phương án xử lý tốt nhất, cái giá phải trả nhỏ thì không được, cái giá phải trả cao thì mất nhiều hơn được. Chỉ có thể nói New York chi quan lưu phong, thật sự là quá. Sâu không lường được. Bớt nghe thấy điều đó và nói, làm thế nào nó có thể sâu không lường được. Hắn không phải là tinh thông một ít súng ống sao một người biết súng ống nhiều hơn nữa kỹ thuật giết người cao siêu hơn nữa hắn cũng không thoát khỏi phạm trù người là người sẽ có khuyết điểm hắn biểu lộ ra thiên phú về phương diện súng ống nhưng thực lực chân chính của người này khẳng định còn không chỉ có những thứ này đây là ánh mắt của hắn nói cho ta biết tay cầm thứ hai chậm rãi phân tích trong video tối hôm qua tôi nhìn thấy là một con sư tử dùng đuôi đùa dẫn con kiến Tiềm năng của anh ấy là vô hạn và chúng ta không thể đánh giá sức mạnh chiến đấu của chính anh ấy dựa trên phần nổi của tảng băng trôi mà anh ấy đang thể hiện. Tuy rằng vị nhị tướng uy nhi tốn thiếu tá này là địch đối phương, không nên ở trước mặt người một nhà khen ngợi địch nhân. Nhưng về những thứ này, người ở đây lại không có chút nào biểu thị ý tứ phản đối, bởi vì người ở đây không phải người mù, những người này mỗi người đều là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Năm tháng mài vũ trung, bọn họ đã luyện được chỉ cần liếc mắt nhìn binh lính ánh mắt liền có thể biết được người này có phải hay không mầm non tốt mà thông qua video chứng kiến cuộc đại thảm sát lần trước của lưu phong đúng vậy bọn họ cũng không mù tất cả mọi người cái này giống như là thường thức bình thường không hẹn mà cùng cho người này binh vương cấp bậc tán thành mặc dù hắn là địch nhân một người như vậy loại bỏ nó trước khi nó trưởng thành là thời điểm tốt nhất nếu không chúng ta chỉ có thể tiêu tốn nhiều binh lực hơn vào nó. Quy Nhi tốn lâm vào trầm mặt, hiển nhiên không biết trả lời thế nào, mà đối với chúng ta mà thôi, cứ như vậy, bên chúng ta hao tổn quá lớn.